Giải cứu nhã lê CEO vì nhân viên tự ý hoàn tiền khách. Thuyết Kiều Pháp TV, nhỏ nhưng có võ. Tậu nhà ở tuổi 28, fan Trung Quốc chờ đợi nhiều giờ chỉ để xem chi vu tại Miss Grand Việt Nam. Drama bách hợp người im lặng, kẻ khơi màu, cuộc sống của Phương Oanh sau một tháng cưới sát bình. Giải cứu nhã lê CEO vì nhân viên tự ý hoàn tiền khách. Sau khi quẩy tưng bừng, chị khách lại cầm 70 triệu ra về. Nhã lê CEO là chủ của công ty thẩm mỹ JT Angel. Cô nàng được biết đến nhiều hơn khi vụ việc Anna Bắc Giang lừa gia đình cô 17 tỷ Việt Nam đồng. Vào ngày 15 tháng 8, cô nàng đã chia sẻ chiếc clip về việc hoàn tiền cho một khách hàng vì lý do không đẹp như mình mong muốn. Thì mới đây, được nước lấn tới, lại có thêm một vị thượng đế kéo đến quẩy tưng bừng bệnh viện thẩm mỹ của cô để đòi được hoàn tiền. Được biết, chị khách này là Việt Kiều làm thẩm mỹ bên Nhã Lê nhưng không ưng. Trong khi cô nàng chủ tịch đang live stream tư vấn khách hàng thì bất ngờ chị khách ấy xông vào và quậy tưng bừng khói lửa, chửi bới và liên tục đòi hoàn tiền. Nhã Lê kiên quyết không đồng ý vì lý do quá vô lý. Cô bức xúc vì mình quá hiền nên khách được nước lấn tới như vậy thì lời lỗ đâu ra. Em đã làm và đã phục vụ cho chị, em có quyền không hoàn chị bất kỳ đồng tiền nào. Thì bỏ nhưng đúng. Chị đang ngộ nhận và chị cái em đang cư xử chị rất là lịch sự đàng hoàng. Sau một hồi giải quyết, cô nàng tức run người khi biết nhân viên của mình hoàn tận 70 triệu cho khách khi chưa thông qua ý kiến của cô. Dưới phần bình luận, có khán giả cho rằng nhân viên này đã hỏi ý kiến của một sếp khác và được sự đồng ý hoàn tiền. Tuy vậy, nhưng vẫn không ít lời bình bức xúc cho rằng Nhã Lê CEO đã nuôi ông tay áo, chưa thông qua ý kiến của cấp trên mà đã duyệt hoàn lại số tiền lớn như vậy. Kiều Pháp TV, nhỏ nhưng có võ, tậu nhà ở tuổi 28, cô nàng nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ, năng lượng và tích cực. Thúy Kiều có tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thị Thúy Kiều, quê tại Bến Tre. Cô được công chúng chú ý đến khi tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 2. Cô nàng chính ít nhỏ nhắn đã khiến khán giả thích thú với cách diễn xuất tự nhiên. Và hiện tại, cô nàng sinh năm 1994 này đang là diễn viên của nhóm hài Pháp TV, là một trong những nhóm hài được cộng đồng mạng Việt yêu thích nhất. Dạo gần đây, ngoài vai trò là diễn viên, cô nàng còn đang lấn sân sang lĩnh vực KOL, KOC trên nền tảng TikTok. Cô thường hợp tác với các nhãn hàng để giới thiệu sản phẩm. Với sự dễ thương của mình, Thúy Kiều đã ngày càng thành công hơn trong cả về lĩnh vực diễn xuất và những lĩnh vực khác. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ lên trang cá nhân TikTok của mình quá trình đi xem nhà bởi cô có ý định mua nhà cho riêng mình tại mảnh đất Sài Thành này. Sau quá trình tìm kiếm, cô nàng bất ngờ chia sẻ sự thành công của tuổi 28 vì đã tậu được ngôi nhà ưng ý. Cô cho biết đây là ngôi nhà tuy lạ mà quen, bởi vì đây là nơi mà bạn cô đang sinh sống. Con người thân thiện ở đây cũng là lý do khiến cô đồng ý mua căn nhà này. Với sự tích cực và năng lượng mà cô mang lại, hiện tại cô nàng đã rất thành công trong công việc, được khán giả yêu quý và ủng hộ trong mọi dự án. Fan Trung Quốc chờ đợi nhiều giờ chỉ để xem chi vu tại Miss Grand Việt Nam. Các tỷ tỷ coi xong còn nhắn nhủ một câu xanh rờn. Tối ngày 27 tháng 8, đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra. Sự kiện cũng đánh dấu sân khấu live đầu tiên của Chi Vu kể từ khi về nước sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi tỷ tỷ đạp gió trẻ sống 2023. Chính vì thế, sự trông đợi lên sân khấu của Chi Vu rõ ràng là rất lớn. Đáng chú ý, không chỉ có các khán giả quê nhà mà lẫn các khán giả Trung Quốc cũng rất mong chờ màn xuất hiện đầu tiên sau khi về nước này của cô nàng. Cộng đồng fan đông đảo của Chi Vu tại Trung Quốc cũng vô cùng đón chờ màn trình diễn này của cô. Họ đã cùng xem đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023 thông qua Douyin và đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để xem màn trình diễn của Chi Vu. Thậm chí nhiều người trong lúc xem chương trình, nhiều tỷ tỷ Trung Quốc đã hài hước bình luận rằng họ coi hoa hậu nhưng những cô gái đó lại không xinh đẹp bằng Chi Vu. Thậm chí một vài người chia sẻ cả đời họ còn không thèm xem hoa hậu Trung Quốc mà giờ đây lại xem hoa hậu Việt Nam chỉ để xem Chi Vu. Cuối cùng không khó để thấy Chi Vu sau khi trui rèn ở Trung Quốc suốt nhiều tháng đã ngày càng tự tin hơn trên sân khấu. Phần vũ đạo cũng ngày càng mượt mà, ấn tượng và thần thái ngời ngời không hổ danh một trong chín vị đại chiến thắng sâu đạp gió. Tuy nhiên, kỹ năng hát live của Chi Vu vẫn chưa thể thẩm định là có tiến bộ hay không khi chương trình buộc phải dùng playback khá nhiều để đảm bảo chất lượng âm thanh trên sóng truyền hình trực tiếp. Drama bách hợp người im lặng, kẻ khơi màu. Nữ CEO livestream kể về người yêu cũ cay đắng vì phải bao trọn chi phí trong 2 năm. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của cặp đôi bách hợp vẫn tiếp tục gây chú ý trong cộng đồng mạng. Mới đây, nữ CEO của mối tình này đã có một buổi livestream để kể về những trải lòng của cô trong 2 năm yêu đương. Cô nàng cho biết cô đưa Xíu về ở cùng mình và luôn dành những điều gì tốt nhất cho người yêu. Cô cũng nhấn mạnh rằng cô không bắt Xíu phải trả bất cứ khoản chi phí gì, tất cả đều miễn phí, được cho đi xe sang. Cô hỏi người yêu cũ của tôi đã rót cho mẹ tôi một ly nước, nấu cho tôi được bữa cơm trưa. Bên cạnh đó, những khoản chi lớn, đặc biệt là trong hành trình tìm con của cả hai, cô đều sử dụng tiền riêng của mình. Ngoài vấn đề tiền bạc, chia sẻ thêm về một số câu chuyện bên lề mà bất kỳ cặp đôi nào cũng gặp phải. Tuy nhiên, điều bất ngờ rằng một cô nàng thẳng thắn, thật thà như Xíu này đã vui vẻ livestream đáp trả màn nói một lần chứ không kể lể nhiều của. Người ta đã ghét mình rồi, cho dù mình có thở thì người ta cũng ghét nữa.
Nên thôi, cái gì là rác thì bỏ vô sọt rác. Từng là một cặp đôi được yêu mến nên khi đường ai nấy đi, fan của cả hai dường như cũng chia đôi. Do vậy, cô nàng cũng nhận không ít những lời công kích. Một số khác lại bênh vực và đồng cảm với Xíu. Hiện tại, cộng đồng mạng cũng không biết nên tin ai trước ồn ào của cặp đôi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Cô Phương Oanh sau một tháng cưới sát bình cặp đôi đang có khởi đầu hôn nhân viên mãn. Cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giữa tháng 6 năm 2023, những hình ảnh đi đăng ký kết hôn ở Hà Nam của diễn viên Phương Oanh và Sát Bình được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Hơn một tháng sau đó, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi kết hợp tiệc cưới ấm cúng tại quê nhà của nữ diễn viên. Sau khi về chung một nhà, Sát Bình và Phương Oanh liên tục chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình của cặp đôi cũng dần khiến công chúng thay đổi thái độ tích cực hơn trước. Tuần trăng mật sang chảnh ở Mỹ, vài tuần sau tiệc cưới, Sát Bình và Phương Oanh đăng ảnh check-in ở đại lộ danh vọng Hollywood. Trong chuyến trăng mật, vợ chồng nữ diễn viên có những trải nghiệm như đi trực thăng ngắm miệng núi lửa ở Hawaii, chơi góp cầu tại một resort 5 sao ở Newport Beach, ghé thăm nhiều thành phố lớn như Las Vegas gặp gỡ bạn bè. Không chỉ tạo dáng tình tứ bên nhau, Phương Oanh tiết lộ khi đi cùng chồng, không phải lo gì vì anh tự lên kế hoạch, sắp xếp mọi thứ, từ đặt vé, chỗ ăn nghỉ, lên lịch trình. Sát Bình là người động viên cô nên đi ra ngoài, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn. Do đó mà Phương Oanh thay đổi đáng kể, vì trước đây cô chỉ thích ở nhà. Cũng trong chuyến đi này, Phương Oanh liên tục đăng tải những hình ảnh ăn mặc gợi cảm, ngầm phủ nhận nghi vấn đang mang thai. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên thăng hạng nhan sắc và quyến rũ hơn sau khi trở thành vợ Sát, còn vị doanh nhân nổi tiếng thì ngày càng lên trình chụp ảnh cho vợ. Cậu nhà mới hé lộ không gian sống xa xỉ. Cách đây không lâu, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh căn bếp mới của mình với thiết kế hiện đại, sang trọng. Là một người thích nấu ăn, nữ diễn viên không giấu được cảm giác hào hứng, mong đợi đến ngày được sống trong không gian này. Cô tiết lộ thiết kế căn bếp được lấy cảm hứng từ vũ trụ nên có phần lạ mắt. Căn nhà mới của hai vợ chồng dự kiến sẽ mất thêm 2-3 tháng nữa mới có thể hoàn thiện để vào ở. Ở nhà làm vợ đảm, ra ngoài làm bà chủ. Những người theo dõi Phương Oanh trên mạng xã hội đều biết nữ diễn viên cực kỳ đảm đang và nấu ăn giỏi. Cô thường xuyên khoe những mâm cơm do mình tự tay chuẩn bị, đa số là các món ăn Việt truyền thống như canh cua, nem rán, cá kho, vịt om, được bày trí vô cùng đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng. Tài nấu nướng của Phương Oanh được nhiều bạn bè dành lời khen ngợi. Thậm chí Sát Bình còn lập hẳn một album ảnh đặt tên Hương vị tình thân để khoe những bữa cơm nhà do Phương Oanh nấu. Ngay cả mẹ chồng cũng suýt xoa khen Phương Oanh đảm đang, thường xuyên nấu đồ ăn ngon gửi sang cho bố mẹ khiến bà ngày càng tăng cân. Mặc dù lâu nay Phương Oanh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ nhưng cô vẫn đang phát triển sự nghiệp riêng là kinh doanh thời trang. Thương hiệu của Phương Oanh hướng đến sự sang trọng, quyến rũ trong các thiết kế. Nữ diễn viên vừa là người điều hành công ty, tham gia vào tất cả các khâu thiết kế, sản xuất, vừa làm người mẫu quảng cáo sản phẩm. Gần đây, cô thường có những buổi livestream bán hàng trên mạng xã hội. Chuyện tình của Phương Oanh và Sát Bình được chú ý từ tháng 8 năm 2022, khi một số hình ảnh hẹn hò của họ lan truyền trên mạng. Câu chuyện trở nên ồn ào khi doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết chị và Sát Bình vẫn còn giấy hôn thú. Trong khi Sát Bình cho biết hai người đã ký đơn đồng thuận ly hôn từ 3 năm trước. Dư luận chia đôi ngả, một bên chỉ trích Phương Oanh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác. Một bên cho rằng cô không có lỗi vì xuất hiện khi vợ chồng Sát Bình đã ly thân nhiều năm và cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Sau tất cả, chuyện tình của cặp đôi thị phi vẫn nhận được trái ngọt khi chàng chính thức trước nàng về dinh bằng một đám cưới ngọt ngào.